Có lẽ là ở một cái sự kiện mà đang được đón chào, đón nhận tốt đến như vậy thì chúng ta cũng sẽ làm một chút PR thôi. Còn bây giờ trở lại với trận thi đấu hữu nghĩa Eastern Love Phoenix. Miền Trinh cũng đã bỏ đi cho mình đặc vụ đó là phết rồi. Và có vẻ như đang là một lineup 5 duelist đến từ các thành viên bên phía team 500 Road. Trước trận thi đấu này thì anh Thế Anh cũng đã bảo tôi rằng nếu có map 3 thì sẽ là 5 duelist em ạ, bắn nhanh để còn kịp giờ chúng ta chuẩn bị để mà xem master. Và có vẻ như sẽ là 5 duelist mà thôi. Còn với các thành viên bên phía team Chicken Gang, họ cũng đang nhận được cái thông điệp đến từ bên phía team 500 Road, gạ kèo đấm nhau bằng những duelist. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã thấy Thế Anh lốc cho mình đó là đặc vụ Neon. Linux sử dụng Yoru và Leopard sẽ là quần bài Reyna. Còn với Chicken Gang, họ vẫn đang lựa chọn những đặc vụ thực sự phù hợp với cá nhân mình. Có thể kể đến như kiểu là Sang Trần với quần bài Reyna. Long áo đen thì có lẽ vẫn sẽ là Jet mà thôi. Người cũng bắn Jet tương đối là tốt tại hai mát thi đấu vừa rồi. Còn với cao thủ chết chay, thịt bò hun mà. Select your agent. Thịt bò hun khói. Chứ còn nếu như sử dụng bức tường của Phoenix thì hơi bị ngắn quá. Và thời gian chờ nó cũng tương đối là ngắn ngủi. Còn bây giờ có vẻ như sẽ là trà mít bắn nhau luôn đến từ bên phía Chicken Gang. Hữu Nghĩa trả cho mình một quả phát, thêm một quả lửa. Nhưng đây không phải lửa hồi máu mà lại là lửa để chặn đường vào. Và tạm thời thì bên phía team 500 Road đã có được lượng thông tin cần thiết. Họ bách dần với khung xe A. Hữu Nghĩa đang bị tổ quay nhưng Hữu Nghĩa có được mạng sang trần bằng một cách thần kỳ nào đó. 4v4 sau khi long áo đen kết thúc được Hữu Nghĩa. Và bây giờ khu vực xe A đang là nơi gặp nguy hiểm. Khu spawn đang có đến tận 2 thành viên nhưng vẫn đang là một tình huống bóc máy tốt. Liên tục có một Thế Anh có được cái double kill. Tiếp tục là Miền Trình có bạn HK15. Rất dẻo đến từ 5 đô lít của 500 Road và họ đã clear đi hoàn toàn đội hình của Chicken Gang. Có vẻ như là chúng ta sẽ có một free round ngay sau đây thôi khi mà những khẩu súng lớn đã được lên trên tay các thành viên của 500 Road. Miền Trình thì vẫn gọi là tin dùng cái thương hiệu đó chính là Ares ở trong những round thi đấu anti-eco kiểu như thế này. Nhưng Linux thì có vẻ đang suy nghĩ về một khẩu Vandal. Với một map thi đấu mà cả hai team tỏ rõ ý đồ là muốn bắn nhau đến chết thì việc có lực lượng trang bị tốt hơn thì sẽ giúp cho họ có thể tự tin. Nhưng với Kindy Grande vẫn là một khẩu Ares. Cô nàng Miên Trinh của chúng ta vẫn chưa thể bỏ được khẩu Ares này cho dù là đặc vụ nào đi chăng nữa. Một cuộc đấu trí giữa Remind và Hữu Nghĩa đều là Phoenix. Và cũng là một cuộc đấu trí giữa các chị em. Nhưng bây giờ thì người đang thua thiệt về máu đó là vị trí của Miên Trinh đang phải lùi về rồi. Và đây là một bài đánh ngách vào khu side B. Ở trong side B thì vẫn còn một người nữa. Nhưng mà thấy anh chị Sáu đã lấy được mạng của Sang Trần. Tiếp tục là Linux trả ra những quả flash để hỗ trợ cho mình chơi Leopard. Nhưng Leopard có một Leopard bắn đỉnh. Leopard giúp flash ở một timing đối phương tràn vào thật luôn. Và tiếp tục là anh Long Áo Đen. Với việc kết thúc được Leopard thì cơ hội đạt được flash sẽ là có cho các thành viên bên phía team Chicken Gang. Thậm chí là đây là double kill dành cho là anh Long Áo Đen rồi. Khu vực tầng 2 vẫn đang được kiểm soát. Và đây là triple kill dành cho anh Long Áo Đen. Nhưng cũng đang là player bị bỏ lại cuối cùng. Vỡ spy như thế nào đây? Bắt đầu gỡ tới được từ Hữu Nghĩa. Và đó là từ bắn đinh. Nhưng Linux không tha cho anh Long Áo Đen. Good eco tới được Chicken Gang. Làm 3, bắn đinh được 2 player sống sót cuối cùng. Nhưng mà anh Long Áo Đen vẫn chưa thể giành được chiến thắng dành cho các thành viên của Chicken Gang. Nhưng mà qua đó chúng ta thấy rằng 500 Road rất thâu trong những rất là throw trong những round thi đấu bonus thì thường xuyên để mất lượng súng ống không đáng có. Và bên phía Chicken Gang thì anh Long Áo Đen cũng là người duy nhất chơi game với 4 điểm hạ gục. Và đây sẽ là round thi đấu mà bên phía 500 Road muốn đẩy khu Belong. Và cũng sẽ chạm mặt Chicken Gang ở khu vực cột giữa Belong. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Một quả phát đẹp đến từ Linux. Phát hiện ra đối phương ở tầm gần. Quả phát trắng 5 người và Linux có được một. Bỏ vị trí Leopard lại. Linux đi và Leopard cũng phải nằm xuống. Mới kết thúc được một thôi. Ngay lập tức là Linux đã bỏ rơi người anh của mình. Và bây giờ các thành viên bên phía team 500 Road cũng đã có những người móc máy. Và Linux đơn giản chỉ cần là sinh tồn ở khu trong side. Không nằm xuống là được. Còn lại thì Chicken Gang họ đã đặt được file và sẽ đưa về những tình huống bắn tầm xa với những khẩu súng rifle của mình. Đang khá trắng với những quả flash. Anh Long Áo Đen có góc kê trước và nó là một mạng cho anh Long Áo Đen trước khi mà Kindy Grande có mạng. Nhưng ngay lập tức là tình huống đổi mạng nhanh chóng mà thôi. Sẽ là bộ đôi cho anh 96 cùng với Linux trong tình huống retake này.
Và bức tường điện cao thế nó sắp hết thời gian rồi. Nick đã nằm và đó là hai mạng thuộc về HK15. Chiến thắng đầu tiên dành cho các thành viên bên phía Team Chicken Gang. Với lợi thế về mặt trang bị, quyết định lựa chọn khu vực B-Long là quyết định rất sáng suốt. Còn với 500 Road thì đây mới là power up round của họ. Nhưng họ cũng đang phải tổn thất rất lớn về lượng tiền, với việc là mất rất nhiều súng và giáp ở ra thi đấu anti-eco đúng không? Thì ngay lập tức chúng ta đang được thấy một tình trạng kinh tế không hề ổn một chút nào đến từ 500 Road. Đây có thể coi là một ra thi đấu đang frostbite luôn, với một vài lượng trang bị nhỏ lẻ. Còn với Chicken Gang thì họ đang thoải mái hơn. Chỉ là Long Áo Đen cũng sử dụng được hình bão cũng cùng phong Pyramid, những quả flash của Hữu Nghĩa là rất trắng. Nhưng Hữu Nghĩa cũng đang bị counter lại bởi những quả flash đến từ những người đồng đội. Và bây giờ thì một quả flash rất khó để anh Long Áo Đen có thể làm được gì hơn, mất cho mình những con dao rồi. Nhưng các thủ chết chay và thịt bò hun má thì làm được điều đó. Đúng, thì anh 96 trong một tình huống chờ đợi đã có được cho mình một mạng, nhưng bắn rớt tầm xa thì là no hope. Chắc chắn chả có cơ hội nào để Kitty Grande cả. Hữu Nghĩa thí cả team và bây giờ thì 1v3. Có lẽ rằng sẽ chẳng làm được gì hơn. Một mình Hữu Nghĩa, lượng trang bị cũng không đầy đủ. Nếu như bắt được một thì có thể sử dụng cho mình cái tái đấu. Nhưng quan trọng rằng người đối đầu đầu tiên với Hữu Nghĩa sẽ là vị trí của Sang Trần. Và với góc kê trước này, rất khó để Sang Trần có thể để thua. Và có vẻ như quyết định của Hữu Nghĩa cũng đang là đứng bắt súng rồi. Một góc thi đấu bắt súng mình đánh giá tương đối là đẹp. Nhưng với một map thi đấu mới như thế này thì việc check góc cũng là một trong những thử thách đối với các tuyển thủ của chúng ta. Hết rồi, không còn gì cả. Chắc chắn quả spy sẽ nổ mà thôi. Và khó lòng để cho anh Seang bắt được đi cái tên Hữu Nghĩa. Ra thi đấu chiến thắng thứ hai dành cho các thành viên Chicken Gang khá dễ dàng. Ra thi đấu tiếp theo mới là một cái thử thách dành cho bên phía đội 500 Road này. Lượng súng ống có phần nào đó thua thiệt hơn, lượng tiền cực kỳ yếu. Chỉ một mình Hữu Nghĩa là lên cối cho mình một cái giáp 2. Vẫn chơi cối up cho mình giáp 2 tại ra thi đấu mà đồng đội Eco. Thời điểm hiện tại nếu như Hữu Nghĩa lựa chọn cho mình cái giáp 1, mình nghĩ là một lựa chọn khôn ngoan hơn. Nhưng để xem với cái giáp 2 thì Hữu Nghĩa muốn làm gì đây? Đẩy cụ mid. Những quả flash của Phoenix sau khi được cập nhật lại thì thực sự là rất khó né. Tốc độ bay cao và hoàn toàn có thể là một đặc vụ sử dụng được trong những điều chiến thuật sắp tới. Nhưng bây giờ thì Kindy Grande cũng đã lộ, không chính xác hơn đó là Leopard với khẩu Bucky của mình, mất trong 60, gọi là 60 HP mà thôi. Và cái run X-back bên phía team Chicken Gang cũng đã không có nhiều tác dụng lắm. Họ chiếm được hoàn toàn khu sai A qua đường Linh. Nhưng bây giờ thì anh chỉ giáo bật cho mình Ultimate quá tải và đang bị ép góc. Chịu được rồi, nhưng sát thương anh Long Áo Đen có một rồi, Sang Trần cũng vậy. Và bây giờ thì retake như thế nào với một khẩu Bucky đây? Tiếp tục là Linux, ngôi sao bên phía team 500 Road. Có được một mạng nhưng bây giờ thì đang muốn chém dao cầm dao. Và họ đang muốn săn đuổi một chiếc Linux. Trên tay chỉ là một khẩu Serif, nhưng Linux đã có cho mình triple kill. Sang Trần ở ngay sau lưng của Sang Trần, nằm xuống bốn mạng bây giờ vị trí Linux. Ngay lập tức là rén đến từ Remind và có vẻ Remind lộ rồi. Linux biết Remind ở đâu và bây giờ đã cố gắng cho những tình huống để có thể retake được. Hoàn toàn có thể làm được đến từ vị trí Linux, nhưng mình không nghe được từ game, mình không biết là quả spike còn thời gian bao lâu nữa. Nhưng thịt bò hun má hôn ngay một phát vào người của Linux và Linux đi. Hỏng rồi, xin nói thế là hỏng luôn nhà Linux rồi chứ. Hôn luôn vào má là đới đi rồi. Nhưng không sao cả, 3-2 thằng Chicken Gang, nhưng những nỗ lực tới đây Sang Trần cùng những người đồng đội chưa thể mang lại là một tiểu chim được anh chàng Linux. Vẻ như là các tên Linux của chúng ta thì vẫn đang khá là khỏe, thoải mái cương với những tình huống bắn Serif luôn. Tương đối là tốn tiền của Chicken Gang trong cái trận thi đấu vừa rồi, trong round thi đấu vừa rồi thì đúng hơn. Và bây giờ thì lượng kinh tế của họ cũng chưa phải là quá đầy đủ. Hữu Nghĩa sử dụng những quả flash vẫn không được run back và sau đó thì nằm xuống rất đáng tiếc. Và một cái ultimate không có ý nghĩa gì đến từ vị trí ở Hữu Nghĩa. Một cỡ Spectre nhưng vẫn đang cố gắng cương skill. Có thêm sự hỗ trợ đến từ thế anh 96 nữa, nhưng Kindy Grande mới là người đầu tiên nằm xuống ở cụ double door. Và một con đường mới về khu giải B đang mở ra, những Leopard
Leopard bỏ người nhưng cũng chỉ có một đến từ vị trí Leopard mà thôi. Hữu Nghĩa ở ngay sau lưng các thành viên bên phía team Chicken Gang nhưng vẫn chưa dám đẩy đến từ Hữu Nghĩa, cũng không dám nhặt cho mình một khẩu súng mới. Và bây giờ thì Linux cũng như là vị trí ở Thế Anh 96 cần phải là người làm tốt ở khu trong sai. Giờ nó cố gắng đưa về một tình huống hòa người nhưng bức tường lửa đến từ bản Phoenix vẫn đang tỏ ra khó chịu vào đây rồi. Mạng của anh Long Áo Đen đã có lại cho Thế Anh và ba người cuối cùng kẹt ở khu backside. Đang là một vị trí rất tù dành cho các thành viên bên phía team Chicken Gang, nhưng họ có thịt bò hun má đưa được về tình huống hơn người và HK15 đẩy Hữu Nghĩa lại là một tình huống clutch cho Hữu Nghĩa. Vẫn là Hữu Nghĩa sống cuối. Phải nói rằng Hữu Nghĩa như nào nhỉ, khí đồng đội tương đối là sâu. Và bây giờ liên tiếp là xử lý cuối như cơ hội là có. Có cơ hội nhưng player cuối là HK15 quyết định gỡ lửa và Hữu Nghĩa luôn nhưng không có cơ hội đâu cả. Đếm đủ 3 giây, lắc ra một viên thẳng đầu tới vị trí HK15 mà thôi. 4-2 rồi Chicken Gang tại Master Developer này rồi. Lợi thế vẫn đang nghiêng về bên phía team Chicken Gang với lợi thế mặt tấn công. Nắm Duelist và họ đang làm tốt, đã 4 round thi đấu thắng thông rồi. Các thành viên bên phía team 500 Road họ lại một lần nữa rơi vào cái trạng thái yếu tiền. Sẽ là một khoảng thời gian tương đối là khó khăn đối với các thành viên về phía team 500. Bây giờ các thành viên của Chicken Gang họ rất nhanh chóng lại một round kiểm soát được mid, nhưng liệu có check cùng gần hay không đây? Không check rồi, vẫn đó là Tế Anh 96 bắt từ vị trí ở sang chân, nhưng cũng ngay lập tức là cao thủ chết chay đổi mạng ở Leopard. Những bức tường đang được kẻ ở khu vực Linh Sai A để có thể hỗ trợ cho Thế Anh lùi về. Kini Grande cũng đã hoàn thành cho mình cái bão vũ cuồng phong. Và bây giờ thì cố gắng lắp ra cường skill, hai chị em đấu nhau, những người đang thua thiệt nhiều hơn đó là vị trí ở Miền Trinh. Và Miền Trinh cũng đã phải nằm, thịt bò hút má đang bắn rất bay. Và anh Long Áo Đen cũng có được mạng của Hữu Nghĩa. Thế Anh 96 về đến nơi thì không còn gì để anh chàng này có thể giữ được nữa cả. Linux còn Ultimate nhưng để làm gì? Làm gì? Lại đi săn Linux rồi. Và Linux tham mình một mạng là Linux rồi. Mạng thứ hai liệu nó có đến hay không? Không nên trêu Linux. Chắc chắn là Chicken Gang cũng là một trong những người hiểu rõ nhất điều đó hơn ai hết, khi họ vừa mất đến tận 4 người trong một tình huống cố gắng chim vị trí ở Linux. Bây giờ thì Linux cũng đang cố gắng để có thể clutch tình huống 1v3. Nhưng Chicken Gang thi đấu rất cẩn thận, quyết định là trốn hết. Và với việc mà Chicken Gang thi đấu cẩn thận như vậy thì sẽ không có nhiều cơ hội dành cho Linux đâu. Một mạng hạ gục an ủi và sẽ là chiến thắng thứ 5 dành cho Chicken Gang. Khoảng cách đã là con số 3 dành cho Chicken Gang rồi. Liệu đây có phải là map thi đấu 13-2 dành cho bên phía đội hình Chicken Gang hay không đây? Bên phía đội hình 500 Road đang thiếu đi những tình huống đổi mạng từng người một. Lắp ra có thể nói khá là vô duyên. 5-2 có vẻ như để bị kéo đến map thi đấu thứ 3 thì các thành viên của 500 Road đang không thực sự là chính mình nữa rồi. Vẫn là Linux một phong độ tỏa sáng, nhưng những cái tên như kiểu Kini Grande cũng đang không còn là một player có thể gánh kèo nữa. Duelist như kiểu Leopard hay Hữu Nghĩa thì vẫn đang giữ vững được phong độ. Ở đây vẫn là round và chiếm đích rất nhanh để tự chiếm gang. Không sai không sửa. Bây giờ thì họ làm rất tốt ở vùng mid, thì đương nhiên không có lý do gì để họ bỏ đi cái vùng đất màu mỡ này. Sau khi cài được anh sang trần vào vùng mid thì họ đang quyết định là đánh vào vùng side B. Bây giờ thì Linux khẩu súng to duy nhất bên phía team 500 Road làm gì đây? Đốt rất nhiều máu. Và bây giờ thì sang trần đã có mạng Kiri Grande rồi, nhưng HK15 cũng đã phải nằm 4v4. Và người có lợi thế về máu hơn đang là bên phía team Chicken Gang, nhưng một pha teleport hơi nhà quê đến từ vị trí ở Deathborn Vũ. Anh Long Áo Đen cũng đổi được một. Và Linux ulti quắc ạ, trời ơi. Cái gì vậy Linux? Thế anh 96 cũng đã đổi mạng sang trần, ngay lập tức phải nằm. Đây là chiến thắng thứ 3 dành cho bên phía 500 Road. Xử lý tốt cho tình huống đầu súng cuối cùng cho Linux. Và khoảng cách được thu lại còn là 2 round mà thôi. Ít có hút khói, không thể tỏa sáng đoạn thi đấu vừa rồi. Và chắc chắn rồi, cần nhiều hơn đến từ con bài Phoenix của Chicken Gang trong đoạn thi đấu tiếp theo này.
nơi mà Kindy Grande chỉ còn tiền để lên cho mình một khẩu Marshall, còn với cá nhân của Hữu Nghĩa thì nó là một khẩu Spectre mà thôi. Thậm chí là trong tay của anh Leopard thì đang làm một cái giáp 1 cùng với một khẩu Vandal, chứ không phải lượng trang bị quá đầy đủ. Vẫn là ra chiếm mid đến từ Chicken Gang. Nhưng thế anh 96 đang muốn đẩy khúc sai A, đang bị kê lại rất cẩn thận đến từ anh Long Áo Đen. Cả hai đã phát hiện ra nhau rồi. Và với lượng đồ vượt trội hơn thì có lẽ thế anh 96 sẽ là người thoải mái. Nhưng quan trọng là Hữu Nghĩa đã có được một. Và cái Ultimate có thể lùi về được đến từ vị trí ở Hữu Nghĩa. Lợi thế hơn người vẫn đang được giữ lại dành cho bên phía team 500 Broad. Nhưng cao thủ chết chay đã bò được vào đến cả khu vực Linh. Và Hữu Nghĩa cũng có cho mình cái double kill luôn. 3 vs 5 sẽ làm rất nhiều khó khăn dành cho Chicken Gang trong đoạn thi đấu này. Nhưng mà 500 Broad đã đủ đến tận 2 người ở khu sai A. Nhưng đó lại là 2 người chết chay. Linux như là thế anh 96 đều nằm xuống và đưa về tình huống là 3v3. Khó thế nhở. Cảm giác như bên phía đội hình của 500 Broad đang không hề tập trung trong những tình huống retake. Anh Long Áo Đen lại bắt được Kini Grande rồi. Và đây thì đó là triple kill anh Long Áo Đen. Một tình huống đặt tâm phải nói là quá chính xác. Cũng là cuối cùng Leopard có được một sơ kết thúc được anh Long Áo Đen. Nhưng sẽ phải đối mặt với đó là hai player bên phía đối phương, cho nó có một người yếu máu. Flash được trả ra và Leopard vẫn đang quá trắng. Làm sao để hạ gục đi cái tên Phoenix đây. Phải check rất nhiều góc đến từ vị trí Leopard và tự đưa mình vào thế có thể bị đổi mạng. Nhưng trong pha thi đấu này Leopard bắt được một và quyết định sử dụng cho mình cái hút máu chứ không phải là một cái phô ảnh đi. HK15 vẫn đang trốn. Và theo Tham Minh lắc ra và đó là Tham Minh và Leopard vừa đặt tâm lại vào quả spy. Nghĩ hơi nhiều đến từ vị trí Leopard và tỷ số là 6-3 dành cho các thành viên về phía Chicken Gang. Vẫn là những pha xử lý cuối mà lại chất lượng đến từ cái tên HK15. Và 500 Broad không thể nào vươn lên được con số 4, cho dù đã có lợi thế hơn người là 5v3. Anh Long Áo Đen thực sự có một map thi đấu rất cháy. 18 frag sau 9 round thi đấu. Cảm giác như là anh Sang Trần đã không còn phải gồng gánh giống như trong map thi đấu đầu tiên rồi, phải không Sinh? Nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng đây là round thi đấu tổng lực của khung sai B chứ không phải một round thi đấu ra mid. Có vẻ như họ cũng đọc được lượng tiền của bên phía team 500 Broad là yếu, bắt buộc sẽ phải làm ra điều hấp bài. Nhưng Linux muốn làm gì đây? Một quả flash tốt đến từ Linux nhưng ngay lập tức cũng phải sủi luôn rồi. Và về đến khu backside, các thành viên của 500 cũng đang có mặt ở đây. Thế anh 96 một khẩu shot thì đang bỏ tầm gần và Linux đang cố gắng thí cái bóng của mình nhưng thường cũng không cho phép anh chàng này có thêm. Và vì di chuyển thì bây giờ cao thủ chết chay lại một lần nữa chết chay, tiếp tục là double kill dành cho vị trí Linux. Một ra thi đấu hấp bài nhưng bên phía team 500 vẫn đang chiếm được quá nhiều lợi thế. Và bây giờ thì bóng có đứng giữa đường thì không còn một cơ hội nào cả và Sang Trần cũng chỉ đổi 2 trước khi phải ngã ngựa trước Linux. 50 win thuộc về các thành viên ở 500 Road và thực sự đó là một round thi đấu mà tất cả player ở 500 Road đều đã bắn tốt. Đặc biệt là vị trí của Linux thì không cần phải bàn nữa rồi. Tình huống xử lý nó quá là chuẩn chỉnh, khác hẳn với những gì Linux đã thể hiện trong round thi đấu cuối cùng của map thi đấu Haven trước đó. Hai round thi đấu cách biệt nữa thôi và chúng ta sẽ đến với những round cuối cùng của lượt thi đấu first half này. Các thành viên bên phía team Chicken Gang hình như đây lại là ra mà họ muốn ra mid nhưng họ đang thiếu đi những cái lượng đồ để có thể làm được điều đó. Và lại một lần nữa bò trườn ở khu vực side B nhưng Kini Grande đã có trên tay một khẩu Operator, một thứ vũ khí cực kỳ mạnh ở khu vực Belong. Và vì di chuyển bên phía tấn công gần như là không có nhiều nếu như phải đối đầu với một khẩu OP. Bây giờ thì Linux cũng đang cố gắng đưa về những cuộc kẹp chéo với những người đồng đội. Và người đồng đội ở đây là Leopard cũng đã làm đôi. Đây là số sót cuối cùng. Đó, vị trí của anh Long Áo Đen thì cũng đang ở khu A main cơ. Tới xa tới anh Long Áo Đen mà để Leopard bắt được thì chắc chắn rằng không có đường nào để thoát cả. Hết một dao từ anh Long Áo Đen là quá chính xác. Nhặt lại được cho mình một cây súng lớn. Anh Long Áo Đen có muốn đi tìm những player khác hay không đây? Last round before the switch. 5-6. Lượt thi đấu phát sát của chúng ta đang được đưa về một cái thế cân bằng hơn rất nhiều.
Và sau khi mà anh Long Á Đen có 18 frag thì Linux cũng đang bắt đầu vươn lên với con số 18 rồi. Không chịu thua thiệt đối thủ của mình. Và ở trong round thi đấu cuối cùng này thì Chicken Gang có thể vừa đủ bài mà thôi. Hai người bắn vượt cái giáp 1 nhưng có lẽ điều đó cũng không quá quan trọng. Và đây là 500 Road vẫn đang cố gắng kiếm những cơ hội của mình ở khu mid, nhưng cũng chỉ là những pha thủ sâu. Và mid vẫn trong quyền kiểm soát của Chicken Gang. Linux và Leopard, hai anh em bắn kẹp với nhau. Ngách B có là ổn hay không đây? Nghe nó phi rất nhanh vào đại A và quả phát thì là tương đôi trắng đến từ Hyuga, nhưng Hyuga cũng đổi một mà thôi. Ultimate nữ hoàng đã được bật đến từ vùng chia sang chân và Thế Anh 96 đang phải co giò chạy. Tình huống được đưa về là 4v4 và 500 Road vẫn đang cố gắng đưa về những tình huống liên tách thành công. Leo Pat có được một và người đạt được bài đó là sang chân thì cũng vừa có được cái double kill. Cao thủ chiến tranh có mạng Linux, triple kill dành cho sang chân rồi. Play sống sót cuối cùng là Kiri Grande. Miền Trinh xử lý 1v3 hơi khó nhưng mà ơi, một pha đã ở móc máy sau lưng đối phương đến từ vị trí của anh Long Áo Đen. Không thành công. Hoàn toàn có thể một tình huống giao nhưng mà sao Trần lại rất nhân từ với đối phương. Cũng phải nhân từ thôi, đây là em gái bọn mình mà. 4 kill dành sang Trần để mang về cái lượt thi đấu đầu tiên. Dẫn trước là 2 round tới từ Chicken Gang. Trong thành viên bên phía đội của 500 Bros đang bắn tương đối là chớ tại cái mắt thi đấu Pearl này. Vẻ như sau bao nhiêu cái sự nghiên cứu thì anh Leopard vẫn chưa thể tìm được cách chơi một cách hiệu quả nhất con bài Reyna tại bản đồ tiểu Pearl này. Bảy năm dành cho Chicken Gang. Cả ba map thi đấu chúng ta đều một thấy một số 7 năm, nhưng đây là một pha đẩy mid không thành công đến từ các thành viên của Chicken Gang. Liên tiếp là 3 điểm kill dành cho đội tuyển 500 Road. HK15 đổi 1, nhưng ngay lập tức Leopard cũng đưa về tình huống đó là 4-1 và biết được play xuống các cuối cùng ở đâu. Thịt bò hun vào má, anh đi luôn nhà sẽ là về B luôn mà thôi. Double kill dành cho vị trí của Leopard. 6-7 và 500 Road đã chiến thắng được ra thi đấu lục. Nãy giờ thì đã 3 lần chúng ta chứng kiến được tỷ số 7-5. Cả hai team bắn rất đều. Tấu hai đều là khả năng của cả hai team. Người tôi tin là cái sự chôn đến từ bên phía đội hình 500 Road đó là chất lượng hơn khá nhiều, đặc biệt là khi mà nó tới từ những player như là kiểu Hữu Nghĩa hay là Thế Anh 96 chẳng hạn. Tất nhiên là bắn nghiêm túc thì sẽ khác thôi, nhưng mà để mà nói thì thông thường đó sẽ là phong độ của họ. Anh Sang trong một round thi đấu mà có cho mình cái khẩu súng nhỏ sẽ xử lý như thế nào tại khu vực át này. Sẽ có một mạng tại vị trí anh Long Áo Đen trước khi bị Leopard hạ gục. Anh Seang đang back về từ khu vực mid và sẽ lại là một tình huống móc máy. Người ta thẳng có sai là thằng Cam Rốt bắn lỗi từ Hữu Nghĩa nhưng may mắn thay vẫn có mạng. Quả nết từ HK15 đã kết thúc đi Hữu Nghĩa rồi. Và Thế Anh 96 đang tìm kiếm những con mồi cuối cùng. Bộ đôi thịt bò hun má và anh Seang. Bây giờ thì Linux đang ở ngay trước mặt của thịt bò hun má và sang Trần sẽ là player sống sót cuối cùng. Nếu như vị trí lộ ra, hoàn toàn có thể là Thế Anh 96 móc máy ngay sau lưng vào đây rồi. Đã phát hiện nhưng mà Thế Anh 96 cũng lộ ra tiếng chạy của mình nên không phải là một tình huống chém rào. 7-7. Và các thành viên bên phía team 500 Road đã cân bằng tỷ số. Nhưng sẽ là một round thi đấu bonus mà họ chỉ có 3 khẩu Spectre mà thôi. Có vẻ như sang bên phía tấn công thì sức mạnh của 5 duelist bên phía team 500 Road sẽ được thoải mái hơn rất nhiều. Đúng. Việc thụ động ở trong side và chia người phối hợp với nhau nó không được thoải mái lắm đến từ các con bài duelist của 500 Road. Hãy để xem là với lượng súng ống vượt trội hơn thì ở phía phòng thủ các thành viên của Chicken Gang sẽ làm gì đây? Mình nghĩ rằng với hình phạt tại trận thi đấu thứ 3 này thì có lẽ là nên đẩy cao hơn một tí. X2 lần hit đất chẳng hạn. Vì cảm giác sẽ giống overtime lắm. Đôi khi lại là hòa. Nhưng bây giờ thì anh Long Áo Đen đang cố gắng bỏ tiền ra khu mid. Cũng đã hết đi cho mình cái thuận phòng rồi. Và các thành viên bên phía team 500 Road tỏ ra cũng là tương đối hiền, không gây ra quá nhiều tiếng. Nhưng quả phát này đến từ Hữu Nghĩa là không hề trắng. HK15 né được. Và bây giờ đang là một đống đồ trả vào mặt của HK15, bắt anh chàng này phải lùi về trong khu side B. Và bây giờ sẽ là di chuyển spawn về khu side A đến từ các thành viên bên phía team 500 Road mà thôi. Gây áp lực vừa đủ.
và họ đang đánh lừa được đối phương. Khu xe A bên phía team Chicken Gang đang hoàn toàn clear, thì bò hun và má sẽ là người gần các thành viên của 500 Road nhất, nhưng cũng không có ultimate tài đầu để Remind có thể tự tin băng thẳng vào side ở Tha Minh thời điểm hiện tại. Thế anh 96 một pha đẩy cục hơi quá mà ngay lập tức bị bắt giữ. Tiếp tục là anh Long Áo Đen có được mạng ở Linux và lợi thế đang là rất lớn đối với các thành viên của Chicken Gang. King Grande có cho mình double kill, King Grande cũng chỉ là một mình bắt được đi, đó là cả vị trí anh Seng nữa, nhưng lượng máu còn lại của em Yên Trinh đã không còn nhiều. Và đối phương thì vẫn còn cho mình đó là một quả smoke, thêm cả bức tường lửa tới từ Phoenix nữa, không nhiều cơ hội đâu. Quả spy nó nằm ở đâu đây, bắt đầu có nhịp gỡ rồi, và đó là một mạng quad kill cho Yên Trinh. Quát kill dành cho Miền Trinh, hoàn toàn có thể cắt được một vết bốn trong tình huống này. Quyết định là smoke gỡ luôn đến từ vị trí của anh Long Áo Đen, nhưng Tha Minh quả smoke cũng sẽ tan đi và Miền Trinh hết đã rồi. Kìa, nhưng vẫn sẽ là chiến thắng dành cho vị trí của Miền Trinh. Cờ lắc một vết bốn thành công khi thời gian đã hết. Xin lỗi các bạn khi chúng tôi cũng không biết là quả spy còn bao lâu nữa, chúng tôi không được nghe thấy tiếng in game, nhưng đó lại một pha clutch vừa đủ đến từ vị trí của Miền Trinh. Pro never fake đến từ anh Long Áo Đen, nhưng Miền Trinh thì lại có nhiều phương án xử lý hơn. Đúng, 1v4 và bây giờ thì 500 Road đã vươn lên dẫn trước. Một chút tấu hài quá đà đến từ các thành viên của Chicken Gang, và bây giờ thì họ đang phải chịu thiệt hại về mặt kinh tế, chỉ là những khẩu súng lục mà thôi, không ai có thể đùa được với em gái của 500 Road cả. Và anh Long Áo Đen đang ở khu copy một góc thi đấu mà nếu như mình không nhầm thì Jet không phải là người bị lộ tóc mà sẽ là cùng bài set cơ. Những Linux đã có mạng của anh Seng rồi. Và anh Long Áo Đen sẽ thi đấu như thế nào đây? Một góc thi đấu chắc chắn phải bị check lại. Và Linux là người làm điều đó. Double kill dành cho Linux. Tiếp tục là Hiu Nghĩa tành thẳng vào sai, nhưng ngay lập tức là chết chạy đến từ Hiu Nghĩa. Thế anh 96 đổi 1. Và bây giờ tình huống đang là quá có lợi dành cho bên phía team 500. Đang muốn đẩy nhanh tốc độ lên rồi. Quả spy đang được mang về, nhưng Linux đã có triple kill và có vẻ như cũng chẳng cần đến Linux đặt spy đâu. Quad kill rồi cá nhân Linux. Và quả spy bây giờ mới được đặt xuống thì nó là quá muộn rồi, sai đã clear từ rất lâu rồi. Chữ lượng tiền bonus không còn giá trị dành cho thành viên bình quân của 500 Road, thì họ cũng chẳng mất xuống nào ngoại trừ Hữu Nghĩa. 97 cho 500 Road. 97. Có vẻ như sau khi mà Miền Trinh bị kề ra vào cổ thì cá nhân của Linux cũng đã thấy không vui, khi mà người em gái ở trong công ty của mình bị đe dọa. Thì ngay lập tức Linux cũng đã có những màn đáp trả cực kỳ gắt. Và đã là 24 frag sau 7 lần nằm xuống đối với cá nhân của Linux. Và trong round thi đấu này, Chicken Gang key round với lượng trang bị lớn sẽ làm như thế nào đây? Một pha phối hợp không quá hiểu ý nhau đến từ Thế Anh 96 cũng như là vị trí của Miền Trinh. Nhưng bây giờ thì Sang Trần đang muốn đẩy ở khu double door. Hữu Nghĩa là người đầu tiên có mạng cao thủ chết chay. Cái stun này là phát hiện được vị trí của Sam Trần đây chưa đây? Có vẻ như là chưa. Sẽ là rotate ngược về khu xe bên nơi mà họ vừa có được một điểm kill rất quý giá. Và Linux là người di chuyển đầu tiên. Cái bóng đã bị phá hủy rồi. Và Leo Pat đổi được mạng của anh Long Áo Đen. Bắt đi được người thi đấu tận dụng át. Thế anh tràn vào trong sai với quả spy ở trên tay. Và với hai cái sai smoke được trả từ Kindy Grande, chắc chắn là quả spy sẽ được đặt xuống mà thôi. Trong tay của HK15 vẫn còn đó là ultimate hạ màn. Thịt bò hun khó thì không được may mắn như vậy khi không có điểm nào trong cái ultimate tái đấu cả. Và nết được trả vào trong sai. Quả spy đang là khá đẹp dành cho bộ 4 của bên phía, chính xác là bộ 5 của 500 Bros. 5v3 và họ có rất nhiều phương án xử lý với quả spy này. Hữu Nghĩa lắc ra và khó được mạng của anh Sang. HK15 bật trong bên vị trí hạ lận màn lên, không check lại vị trí của Thế Anh 96. Bây giờ chỉ có lợi thế mình có hút vào má mà thôi. Những 4 người tổ quầy và đó là triple kill dành cho cá nhân của Hữu Nghĩa. Có vẻ như không chỉ Linux mà một mình tiếp tục là đến cả Hữu Nghĩa cũng đang cảm thấy buồn bực. 17 Chicken Gang lại vừa thua đi một key round. Có vẻ như lịch sử đang lặp lại khi họ vươn lên dẫn trước thì bị đối phương cho một lèo và thua thông luôn. Đó là 5 round thi đấu thắng thông dành cho bên phía team 500 ở bên phía tấn công. Còn với Chicken Gang thì họ đang gặp khó khăn trong khâu phòng thủ. Thực sự rằng Master Developer này cũng cần khá là nhiều lượng đồ đạc để có thể phòng thủ được. Chúng ta cũng hoàn toàn hiểu được sau lượt thi đấu first half. Nhưng anh Long Áo Đen vừa lên tiếng
Tíu Nghĩa đã bị lấy mạng đi rồi. Nhìn thấy anh chị sau cũng ngay lập tức lấy được mạng của Giang Trần. Và thậm chí là Kini Grande còn bắt đi được HK15 nữa. Những tiếng chạy tới từ anh Long Hỏa Đen liệu đã bị nghe thấy chưa đây? Có một người vừa chạy qua khu vực Midling, đó chính là vị trí của anh 96. Khu vực Bishop này không còn ai nữa. Và chắc chắn rằng các thủ chết chay của những người đồng đội sẽ phải retake mà thôi. Retake 3v4 nhưng đang có một người móc máy sau lưng, đó là vị trí ở Leopard. Ở bên phía tấn công thì có vẻ như 500 Rod đang tin tưởng vào quân bài Reyna trong tay Leopard. Và Leopard thấy rất nhiều người nhưng Leopard mới chỉ kịp có một mà thôi. Ngay lập tức là bị anh Long Áo Đen bắt lại. 23. Bây giờ thì anh Long Áo Đen cũng không còn trên bản đồ nữa khi mà thấy anh 96 phá mình lắc ra từ khu vách dài. Và Linux cũng đang cầm sẵn cho mình con dao và tôi xong rồi. Thịt bò hun má bị bắn yếu. Và Linux đang ở rất gần. Tiếp tục là Greedy Grande phải nằm. Và tất cả để làm cho Linux có được một vị trí đẹp hơn. Và Linux không được rồi. Đừng có thở râu ra đi đấu này. Và các thành viên về phía team 500 Road đã xử lý cuối gọn. Họ không mắc sai lầm giống như Chicken Gang. Cũng là một tình huống muốn chim một người con gái ở bên phía bên kia. Nhưng ít nhất là 500 Road giữ lại được Radio chiến thắng. Thế nhá, vẫn không có chim trong cái map thi đấu này. Vẫn là chờ đợi một tín hiệu đến từ cả hai bên nhưng cũng chẳng có ai phản hồi cả. Về phần các thành viên 500 Road thì họ đang có một cái chuỗi thắng rất là sâu. 6 round chiến thắng liên tục rồi. Và những ai, nào, những ai mất niềm tin vào 500 Road đâu hết rồi ạ? 11-7. 500 Road vẫn đang thể hiện được sự áp đảo về phía tấn công khi họ chưa thua bất cứ một round thi đấu nào. Và bây giờ Chicken Gang đang thể hiện sự chủ động ở khu vực A main khi quyết định là đẩy cả hai người ra A main. Nhưng Mid thì vẫn chưa có câu trả lời. Và thậm chí là stack 3 người trong side B trong ra thi đấu này. Người kê lại đang là Leopard. Theo tham mình, Leopard sẽ có được một bạ hạ gục của vị trí xa chân và thôi. Tiếp tục là player thứ hai. Double kill để cho Leopard. Khu vực side A đã clear. Và có vẻ như bên phía team 500 Broad biết rằng đối phương sẽ bách về A nên họ đang 3 chân 4 cẳng di chuyển về B. Windy Grande quyết định sẽ là chui cống. Nếu như chui được vào cống thì sẽ là rất nhiều thông tin mà Windy Grande có thể mang lại. Nhưng người em Miền Trinh có thể móc máy trong tình huống này. Quyết định rõ ràng sẽ vào B rồi. Sẽ là ngồi nghe tiếng mà thôi. Một người ở khu vực spawn thì đó là thịt bò hun khó kết thúc được cái tên hữu nghĩa. Nhưng Windy Grande với tình huống móc máy đã lấy được cái mạng của HK15. Loạn rồi. Hai player còn lại không biết phải xử lý ra sao. Có lẽ rằng round thi đấu này vẫn sẽ thuộc với các thành viên phía đội 500 Road mà thôi. Và đúng là như vậy khi Linux kết thúc được một và Kini Grande lấy nốt mạng còn lại. 12-7. Linux đói rồi. Tương đối là đói. Giờ này thì cũng đã là 6:30. Linux sẽ cần phải ăn để có thể đi làm thôi. Đến và đồng hành cùng bọn mình tại giải thi đấu Master Copenhagen. Bắt đầu lúc 10 giờ tối trên kênh sóng Varun Champion Tour Việt Nam. Rất mong các bạn ở buổi tối ngày hôm nay nếu như vẫn chưa biết xem gì thì có thể là qua và ủng hộ cho bọn mình một like, một subscribe cũng như là xem giải cùng với những fan hâm mộ của các đội tuyển lớn trên toàn thế giới. Và bây giờ trở lại với loạt thi đấu có thể nói rằng mắt coi đầu tiên. Lướt lỗi đến từ anh Long Áo Đen nhưng rất may mắn không phải trả giá. Các thành viên bên phía team 500 Road họ cũng chưa mất ai cả. Mất đi nửa máu đến từ vị trí ở Leopard không phải vấn đề quá lớn. Và bây giờ thì Greedy Grande thất bại trong việc bắt lại anh Long Áo Đen. Và vẫn còn đủ máu để anh Long Áo Đen sống sót. 500.000 chuyển khoản. Bây giờ chúng ta đã có được sự gọi là mua hơi lộ. Mua player của đối phương hơi lộ đến từ HK15. Từ từ đã. Đây, bắt được một tới thế anh 96. Tôi tin thế anh 96 trong sạch. Tôi tin là thế anh 96 không nhận hối lộ trong tình huống này. Để mất đi thêm bất cứ ra thi đấu nào nữa. Và Leopard vẫn đang cố gắng bò trườn vào khu sai A. Anh xem đã lộ Linux rồi. Linux mang nhiệm vụ gọi là fake B mà thôi. Có ultimate để Linux có thể tự quẩy. Và các thành viên bên phía team Chicken Gang họ đang bị nhiễu loạn thông tin. Bách về 4 người khu sai B rồi. Nhưng quả spy được mang về B sẽ là một cái mạo hiểm đối với các thành viên bên phía team 500 Road. Nhưng có vẻ như thế anh 96 thì lại không nghĩ vậy. Và Linux sử dụng ultimate thấy một người, thấy hai người. Và chắc chắn là quả spy có vẻ như vẫn sẽ được đặt ở khu side B mà thôi. Khi thế anh đã quá gần khu trong side rồi. Bây giờ Linux bết được cái bóng của mình nhưng không thể nào kết thúc được người phía sau lưng. Nào thế anh chỉ sao bật cho mình ultimate quá tải lên nhưng vẫn chưa có điểm hạ gục nào cả. Thậm chí người móc máy đang hơi lâu đó vị trí ở Leopard. Nào bây giờ thì là cái double kill cho thấy 96 nhưng thời gian không đủ để Leopard xử lý nữa thôi. Kìa Tam Minh vẫn rút dao, rút súng, rút cái gì ra đây Leopard ơi. Đối phương cũng không biết. Cao thủ chết cháy nằm xuống. Cái gì?
không hiểu chuyện gì đã xảy cả ra. Cả hai team đều xấu hài.